Mọi người, vừa nãy có hai tên hacker đã đột nhập vào nhà mình, không hiểu là làm cách nào hắn có thể đi qua tivi. Nhưng mà bọn chúng hình như là đã không tìm thấy gì hết và đi về rồi, mình đã rút tivi ra rồi. Ủa, hacker nữa. Ủa sao hacker nữa lại ở đây? Này, vừa nãy có hai hacker đến tìm cậu đấy. Sao? Hai hacker đến tìm cậu và nói có chuyện gì? Hình như là muốn bắt cậu lại hay sao ấy. Không được à? Không, cậu ra đây đi. Không sao đâu. Không sao đâu, ở đây có an toàn mà. Không sao đâu. Ôi. Hacker ơi, vẫn chưa đi à? Hacker vừa nãy thì sao ấy? Ôi. Sao đấy? Không được, bỏ tay ra. Các bạn ơi, hacker này đến để bắt hacker nữ. Sao bạn mình bắt cô? Có chuyện gì nên anh Tóc Xanh? Mọi người ơi, có một tên hacker xuất hiện mà đòi bắt hacker nữ đi, nhưng mà anh Tóc Xanh, đang ngăn cản lại. Ra luôn mọi người, anh sẽ hạ gục hacker trong một nốt nhạc thôi. Anh Tóc Xanh có sao không? Không sao, không sao đâu. Mày quay đây, không muốn cố lên. Toàn, cẩn thận. Đòn quyết định nào đây? Cố lên. Sao không mọi người? Sao không? Này cô, ở đây không giải quyết bằng bạo lực đâu. Nếu như mà ngươi giỏi, thử đánh bại ta trong một thử thách không? Thử thách ngày hôm nay anh Tóc Xanh sẽ sử dụng để so tài với hacker là thử thách ăn gà rán. Người dừng ăn gà rán cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Anh muốn mắt lúc nào ăn thi, trong tất cả các thử thách ăn thi anh muốn mắt đều chiến thắng mà. Anh muốn mắt, cố lên nhá. Ơi, không được. Sao? Trước khi anh cứ để anh muốn mắt ăn một bát mì to đùng mà. Bây giờ bụng căng trương lên như này rồi, sao mà thi được, anh Tóc Xanh không sao đây. Nếu mà ngươi chiến thắng thử thách này thì ta sẽ trao trả hacker nữ cho ngươi. Còn nếu mà ngươi không chiến thắng được thì ngươi phải thả hacker nữ ra. Ui mai ơi. Anh Tóc Xanh. Ôi. Mày đang đòi ăn gà rán hay sao ấy? Ôi, em bốn mắt đâu rồi? Bốn mắt ơi. Anh bốn mắt ơi, gà rán đâu rồi? Ra đây không có sập bàn bây giờ đây, hỏng bàn. Đâu? Gà rán đây. Gà rán đây rồi ông hacker ơi. Bằng này gà rán rất là nhiều rồi đấy. Lại còn thích nữa không các bạn ơi? Thôi chết rồi, có khi nào gà rán là món sở trường của tên hacker thì không? Tên hacker tự tin lắm luôn đấy. Nào bây giờ ăn gà rán thì phải uống nước chứ đúng không? Không uống nước sao mà ăn được? Bây giờ mang nước lên nào. Đây, nước đây các anh ơi. Nước đây rồi. Có nước để ăn gà rồi. Nước của hacker. Nước của hacker. Mai ơi, mang nước của hacker lên nào. Nước của hacker đâu? Đây, nước của hacker đây. Đây, ổn không? Ok không? Ok chưa? Ui, sao anh Tóc Xanh để cho hacker cốc nước to thế? Uống nước này thì sẽ đỡ ngấy đấy. Anh bốn mắt cũng muốn uống. Mọi người uống ít nước thôi nhớ chưa? Ok. Hacker sẵn sàng thì bây giờ chuẩn bị bước vào thử thách thôi. Nhưng mà hacker mà đeo mặt nạ thế này thì làm sao mà ăn được? Hacker định làm thử thách như nào nếu mà đeo mặt nạ? Ôi. Cũng lột mặt nạ ra, bên trong có mặt nạ thứ hai luôn. Nào, thử thách chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Cười nhanh lên. Ôi.
Một miếng ăn hết một cái đùi luôn. Kiểu này mình thua chắc rồi. Mọi người nhanh nhanh ăn đi. Ăn đi mọi người ơi. Anh bốn mắt là người ăn khỏe nhất trong nhà này. Đặt niềm tin anh bốn mắt đi nhá. Nhưng mà cũng ngon. Hãy còn mua gà giá ngon như thế này. Ăn nữa. Trong nỗi sợ này. Ồ lê. Đúng. Anh ăn não rồi chưa hết một miếng. Mọi người đã ăn hết miếng nào chưa? Chưa. Nếu mà ăn miếng đùi mà chưa hết à? Hay cứ ăn hết. Ăn hết 2 miếng rồi. Anh bố mẹ ăn hôm nay ăn một miếng đã bị ngấy rồi. Cố lên anh bố mẹ, đừng uống nước. Gà đóng nè, mua hẳn 2 vị đấy. Có một vị là vị Bangkok. Và một vị là vị giống như gà gai thường. Mời, không đủ nước. Nhẹ lắm rồi. Nước quá sẽ nhanh no, em đừng có uống. Ăn thôi. Miếng tiếp theo. Cố lên. Mình thấy nhá, xanh. Không ăn được nhiều. Nhưng mà hôm nay cố gắng. Đau bụng quá. Chết rồi anh ơi. Anh bụng mắt để ăn nổi không? Đâu. Anh bụng mắt tiếp đi. Anh chết rồi anh ơi. Đau bụng quá. Anh bụng mắt tín rồi. Anh bụng mắt. Rồi. Em bụng mắt bỏ cuộc rồi. Còn mỗi. Không có em là anh ơi. Đúng rồi. Sẽ ăn 2 miếng một lúc để tăng tốc độ. Uống gì mà uống nghe vậy. Tình hình nguy hiểm quá. Bây giờ Hacker đã ăn được 5 miếng rồi. Mới chỉ ăn được 3 miếng, may hôm nay tôi ăn được 2 miếng. Tăng tốc độ lên thôi. 2 miếng một lúc luôn. Tôi bao giờ mới ăn nhiều gà rán như thế. Mày quay đây ơi. Em ăn giúp anh một miếng này nữa đi. Để anh có thể săn bằng với cả Hacker. Mày quay đây ơi em. Mày quay đây. Mày quay đây. Mày quay tay ngất xỉu rồi. Mày quay tay. Cấp cứu. Anh muốn mát. Anh muốn mát. Mày quay đi ăn no quá ngất xỉu rồi. Mày có sao không? Hai cơ ăn khỏe quá vậy. Thôi cố hoàn thành nốt miếng làm miếng thứ 6. Phải được cứu hai cơ rồi. Cố lên tóc xanh ơi. Cố lên. Ngon quá. Thằng nó không thể chịu được quá. Bộ anh sắp nứt ra rồi. Sắp nổ tung rồi. Ăn nước quá không thể chịu được nữa rồi. Ui đừng nữa rồi. Ui, anh Đông Phanh đừng uống nước. Sẽ no hơn mất. Đúng rồi. Cả bảo vệ Hacker nữa và chống lại Hacker. Anh Long Xanh ơi, anh Long Xanh đã
miếng nữa. Miếng này, miếng này là miếng quyết định. Anh Tóc Xanh chỉ cần ăn hết miếng này nữa là chiến thắng. Cố lên, cố lên, anh Tóc gục rồi, anh Tóc chỉ dừng lại. Chưa ăn hết đến thứ 8, anh Tóc Xanh cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên, cố chỉ còn lên. Miếng này nữa thôi. Cố lên. Bình tĩnh, bình tĩnh, hít thở sâu thôi. Hít thở sâu nào. Cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Anh Tóc Xanh phải hoàn thành rồi. Mình thành công rồi các bạn ơi. Mình đã đánh bại được hacker lực sĩ trong thử thách ăn gà rán. Thua cuộc rồi. Sao? Chưa phục à? Ăn được không? Ăn được không? Đi về đi. Hacker nữ cậu an toàn rồi nha. Anh, em mày không tin hacker nữ đâu nào. Sao em lại không tin hacker nữ? Nếu mà bây giờ muốn em tin tưởng hacker nữ thì anh phải cho hacker nữ eo máy phát hiện nói dối. Máy phát hiện nói dối á? Theo các bạn thì mình có nên sử dụng máy phát hiện nói dối để phát hiện để thử hacker nữ không? Có các bạn nhỉ? Thôi được rồi, cái này để tập sau đi. Tập sau anh sẽ quyết định.